Chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình có đi tiệm đồ cũ để quay video cho mọi người xem đây. Hiện tại bây giờ là khoảng hơn 5 giờ chiều. Hơn 5 giờ một chút thì mình cũng vừa mới từ công ty đi về thôi. Gần đây thì mình có làm thêm về bên mảng vận chuyển đấy các bạn. Mình thấy nhiều người cũng có muốn mua đồ qua bên mình, thì mình cũng làm luôn thêm về bên mảng vận chuyển đấy. Thế nên là cũng khá là bận và cũng có ít thời gian để chia sẻ video với các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình muốn là qua tiệm đồ cũ để mình tìm cho khách một chút đồ ấy các bạn. Có khách đặt đồ ấy thì mình sẽ quay cho bạn xem nhé. Bạn nào mà thích những món đồ gì có thể là chụp lại và gửi hình cho mình nhé. Hôm nay thì mình đến một cái cửa hàng đồ cũ cũng thuộc hệ thống cửa hàng 2LD, nhưng mà không biết là có nhiều hàng không. Cửa hàng này thì ở trên phố các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Fukuoka của Nhật Bản. Lên phố khác nhiều xe quá các bạn ạ. Hiện tại bây giờ là khoảng hơn 5 giờ mà đông xe quá. Đây bằng dây thì nhìn từ ngoài vào cũng khá là nhiều đồ này. Không biết là ở bên trong thì đồ đạc thế nào. Đây, đầu tiên đây là những chiếc tủ lạnh này, nó vi sóng này. Đây, nó vi sóng này có hơn 8.000 yên. Đây là chiếc máy rửa bát này các bạn. Cái này như kiểu tủ lạnh nó nhỏ ấy. Trên này là quần áo này các bạn. Đây, còn đây là quạt này. Quạt rất là nhiều luôn. Đây, mọi người xem nhé. Để mình xem cái quạt này bao nhiêu tiền nào. Hôm trước có một số bạn có hỏi mình về một số cái mẫu quạt này ấy. Có hơn 3.000 yên thôi. Xem bao nhiêu cân nào. Cái này chắc là cũng không đến 5 cân đâu các bạn. Không đến 5 cân thì nếu mà tính cả phí vận chuyển về thì cũng chỉ khoảng 2 triệu thôi các bạn ạ. Khoảng 2 triệu đồng thôi. Nha mọi người nhé. Đây là quạt cũ Nhật Bản đấy. Khoảng 2 triệu đồng là về đến Việt Nam thôi. Đây rất là nhiều luôn. Còn đây là những chiếc điều hòa và máy lọc không khí này. Đây, hôm trước có bạn hỏi mình những cái mẫu điều hòa này. Đây là cái điều hòa các bạn ạ. Bật được cả chế độ nóng và chế độ mát. Đây còn máy lọc không khí ở dưới này. Máy lọc không khí ở đây thì bán với cái giá khá là cao. Đây còn mấy chiếc đây các bạn ạ. Đây mọi người xem nhé. Lát thì mình sẽ lên trên tầng 2. Chỗ này là bán bát đũa này. Đấy, các bạn mà có thời gian rảnh rỗi có thể là đến đây để tìm các cái đồ ấy. Tìm đồ, nhiều đồ cũng hay phết đấy các bạn ạ. Đồ cũ mà. Đây, người Nhật người ta cũng đến nghe tìm các cái đồ cũ này. Cũng mới mới tìm đây. Đấy. Đây, tủ này thì là bản iPhone, iPad này, iPhone SE2 bây giờ là khoảng 3 man này, iPhone XS là khoảng 3 man 6 này các bạn, iPhone XS 64GB, nhìn rất là mới. Đây mọi người xem nhé. Trên này những cái dòng Sony Xperia này.
dưới này là iPad này. Đây, iPad rất là nhiều luôn. MacBook này, dưới này có 3 chiếc MacBook này. Đây, tủ bên này là bán máy ảnh nhé. Thì lát nữa mình sẽ quay mọi người xem. Rất nhiều máy ảnh ở đây. Xem laptop ở đây nào. Laptop ở đây thì không biết có tốt không. Chiếc này này, chiếc này cấu hình cũng cao và giá cũng khoảng 5 man này. Quay 5 thế hệ 10. Cấu hình khá là cao đấy các bạn. Có hai chiếc này. Đây là những chiếc loa để bàn này, loa cầm tay này. Nhỏ nhỏ. Có 5 yên rồi 8-9 nghìn yên. Loa mốt kìa, hơn 2 man. Tai nghe rồi loa đây. Dưới này là các cái bộ loa vi tính này. Phía trên này có một số cái mẫu loa thùng to này các bạn. Cái bộ của Pioneer này không biết là có phải là xét tổ không? Không biết là có phải cùng một... À đúng các bạn ạ. Đây nha các bạn nhé. Các bạn mua cái âm ly này thì sẽ được cả hai cái loa hai bên luôn nhé. À, nó là một cái set rồi, giá của nó là hơn 7.000 yên, 8.000 yên. Bộ này cũng khá là nặng đấy các bạn ạ. Bộ này nặng thì phí vận chuyển về có khi mình sẽ cho về theo đường biển ấy thì nó rẻ hơn và thời gian nó sẽ lâu hơn một chút. Đây, một số mẫu loa cây đây. Còn đây là những mẫu nó vi tính này, nó vi tính đấy các bạn này. Cái bộ này cũng đắt này, không biết là có nghe gì không. Có một cái trầm này. Ok, tiếp theo thì mình sẽ quay cho bạn xem về một số cái mẫu lưới cơm điện nhé. Chỗ này là máy xay à, máy xay sinh tố này, máy xay rồi lò nướng này. Đây, phía mảng bên này là các cái máy lò vi sóng này, rồi bếp từ đôi này. Lò vi sóng rất là nhiều luôn, giá khoảng 7-8 nghìn yên. Đấy, rất là nhiều luôn. Đây, hôm trước các bạn đã hỏi mình bếp từ đôi này để mình xem nào. Đây, bếp từ đôi đây. Bếp từ đôi này thì giá của nó khoảng 1 man nhé. Chưa tính đấy, giá nó khoảng 1 man. Và phí vận chuyển về nữa là khoảng 5-7 nghìn yên nữa. Đấy, Việt Nam là khoảng gần 4 triệu. Khoảng 4 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, khoảng 4 triệu đồng. Đây thì mình quay cho bạn xem một chút về nồi cơm điện này. Hình như là người Nhật thì họ hay sống một mình như sao. Thế nên là nồi cơm rất là nhỏ luôn các bạn ạ. Không có những cái nồi mẫu nồi to. Đây, nồi rất là nhỏ luôn. Bên Việt Nam mình thích những cái mẫu nồi to cơ, nhưng mà ở đây thì mình thấy những cái nồi cơm này nó bé quá. Đây là những cái mẫu nồi hầm này các bạn. Khoảng 7-8 nghìn yên. Đấy. Xem nào, nồi này mà gửi về cũng mất khoảng 5-7 nghìn yên nữa. À, về Việt Nam là khoảng đâu đó là khoảng 3 triệu đồng.
rất là nhiều luôn các bạn nhé. Rồi thì mình thử sang bên bên này xem nào, xem có gì không. À đây, máy lọc không khí này, máy lọc không khí thì ở bên này, vừa nãy là mình quay ngoài kia thì hơi ít, trong này có nhiều này. Đây rất là nhiều luôn mọi người nhá, khoảng 8-9 nghìn yên, khoảng 1 man. Máy lọc không khí này. Đây mình quay hàng trên này trước. Mấy cái chiếc ở trên này nó mới, giá khá là cao này. Còn những cái mẫu này thì rẻ hơn một chút, khoảng 7-8 nghìn yên. Hôm trước mình đánh cho khách nha, hai chiếc này luôn. Hôm trước mình cho khách hai chiếc giống như này luôn, gửi về Việt Nam cho khách. Dưới này cũng có nhé các bạn nhé. Dưới này thì những mẫu nó cũ hơn, mình không biết là không biết nó có chạy được không, mà có hơn 1000 yên, hơn 1000 yên thôi các bạn ạ. Không biết là nó có chạy được nữa không. Để mình xem nào. Đây, nhưng mẫu này thì vẫn dùng bình thường các bạn nhé. Họ không có ghi là hỏng đâu các bạn ạ. Đây, họ không ghi là hỏng đâu, và chắc là vẫn dùng được thôi. Đấy, vì là hàng cũ và những cái hàng mà đời cũ thì các bạn, năm sản xuất nó cũ rồi, thế nên là giá nó rẻ thôi, còn vẫn dùng được nha mọi người nhé. Biết bên này là những cái máy gì đây? Mặt nà hơi nước à? Đây, một số mẫu cái máy tạo xương, máy tạo ẩm này. Giá cũng rẻ thôi. Xem có chiếc nào hay không? Ở đây thì họ bán nem rất là nhiều. Máy thì chỉ có vài chiếc này thôi. Đây có chiếc Nikon D3000 này, KitX7i này, KitX7 của mình là KitX9. Đây có chiếc KitX7 này, chiếc Nikon này. Máy Nikon này thì chụp ảnh rất là đẹp đấy mọi người. Máy quay. Đây thì họ bán nen là nhiều. Mời mọi người để xem nhé. Rồi ok, có khi mình sẽ quay thêm cho bạn xem một chút về kính này. Kính mắt này ở đây rất là nhiều luôn. Cái chiếc Ray-Ban này cũng khá đẹp này. Chiếc Ray-Ban này nhìn đẹp thật. Giá của nó là khoảng hơn 5.000 yên một chút. Đấy, giá hơn 5.000 một chút. Đây, bên tủ này thì họ có bán ví này. Ví và túi sách đây. Túi sách ở đây cũng rất là nhiều luôn. Túi sách hàng hiệu này. Xem cái chiếc đồng hồ Uzi này xem nào. Đây, chiếc này có giá là khoảng hơn 3 man, khoảng 6 triệu đồng. Đây thì mình sẽ quay thêm cho mọi người một chút về loa đài này, loa đài organ ở bên này này. Bạn nào mà đam mê âm nhạc thì thích như cái món này đúng không? Đây, bên này cũng guitar rất là nhiều luôn. Đấy. Đây là những chiếc đàn piano này. Còn đây là noa hay sao các bạn? Đây có phải những chiếc
gọi là chiếc loa kéo đúng không? Đây, trong tủ này thì bán rất nhiều các cái mic này, mic thu âm này, mic live stream này. Có bàn DJ này, có một bàn DJ, hai bàn DJ. Cái bàn này có giá là 1,7 triệu, hơn 3 triệu một chút. Còn bộ này có mấy sen thôi, mấy nghìn yên thôi. Bộ này rẻ hơn. Bộ của Pioneer này chắc là đắt hơn. Ăn nhau với thương hiệu. Chỗ này họ bán cái đồ ăn nướng này. Còn trong này là quần áo này. Đồng hồ ở đây cũng nhiều nhưng mà toàn những đồng hồ gì các bạn ạ.